Năm 2018, xuất khẩu rau quả của nước ta, chủ yếu là xuất khẩu trái cây, đã đạt 3,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 15%. Sự tăng trưởng xuất khẩu rau quả cho thấy chất lượng sản phẩm khá cao, đồng nghĩa với việc sản xuất đã đáp ứng được các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của các nhà nhập khẩu. Và để tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng, nâng giá trị cho xuất khẩu rau quả của Việt Nam, việc đầu tư cho khâu chế biến, gia tăng hàm lượng công nghệ chế biến sản phẩm là điều đang được ngành nông nghiệp và các doanh nghiệp hướng tới. Năm 2018, lần đầu tiên những trái dừa của doanh nghiệp này đã có mặt tại thị trường Hoa Kỳ, tiếp bước những mặt hàng trái cây đặc sản như nhãn, chôm chôm, vú sữa, thanh long. Việc có mặt ở thị trường hàng đầu trên thế giới giúp xuất khẩu của doanh nghiệp tăng 40% so với năm trước, đồng thời cho thấy sản phẩm của doanh nghiệp đã đáp ứng các yêu cầu khắt khe về chất lượng, an toàn, truy xuất nguồn gốc để từ đó mở rộng xuất khẩu sang các thị trường khó tính khác. Những cái vùng nguyên liệu thanh long, nhãn thì hiện nay là công ty cũng đang mở rộng ra để mà đáp ứng được cái nhu cầu của những thị trường khó tính, nhất là thị trường truyền thống của công ty đó là thị trường Hoa Kỳ. Ngoài ra công ty sẽ mở rộng vào những thị trường Canada và thị trường Úc. Kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam có sự tăng trưởng ấn tượng liên tục trong thời gian qua. Năm 2017, Việt Nam xuất khẩu đạt hơn 3,5 tỷ đô la Mỹ và năm 2018 đạt trên 3,8 tỷ đô la Mỹ, trong đó chủ yếu là xuất khẩu trái cây. Theo các chuyên gia, so với mức tiêu thụ hàng trăm tỷ đô la Mỹ của thế giới, thì giá trị kim ngạch của Việt Nam mới chỉ chiếm khoảng 1% nhu cầu của thế giới. Rõ ràng, tiềm năng và dư địa cho xuất khẩu trái cây của Việt Nam còn rất lớn. Do vậy, doanh nghiệp cần đầu tư mạnh hơn cho xuất khẩu rau quả chế biến, áp dụng quy trình công nghệ hiện đại giúp gia tăng giá trị sản phẩm. Với cái xu thế hiện nay, thì rõ ràng là các nhà máy người ta cũng đang là thay đổi công nghệ để làm sao để làm ra những cái sản phẩm là chất lượng và giảm được chi phí để giá cả cạnh tranh. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, khâu chế biến vẫn là điểm yếu của mặt hàng rau quả, trái cây Việt Nam khi sản lượng đạt tới 22 triệu tấn một năm, nhưng mới chế biến được khoảng 9%. Những nhà máy sản xuất chế biến quy mô lớn chính là đòi hỏi phải đáp ứng để Việt Nam trở thành nhà xuất khẩu rau quả có tên tuổi. Như mới đây, nhà máy chế biến rau củ quả Tani Food với vốn đầu tư 1.780 tỷ đồng và công suất 60.000 tấn thành phẩm một năm đã được khánh thành tại tỉnh Tây Ninh. Với quy trình liên kết 6 nhà để có những sản phẩm sạch từ khâu giống cho đến trồng trọt, thu hoạch, chế biến, phục vụ xuất khẩu. Muốn tổ chức tiếp tục xuất khẩu nữa thì đòi hỏi công tác sản xuất an toàn. Cái công tác chế biến, tổ chức thị trường, đây đang là cái khâu tiết hầu mà chúng ta phải tập trung vào. Nhà máy sẽ có những cái nguyên tắc, có những cái tiêu chí, những cái tiêu chuẩn để mời mọi người cùng tham gia. Ai đáp ứng được thì tham gia vào. Lấy chế biến sâu vào thị trường làm động lực tăng trưởng là giải pháp để đẩy mạnh xuất khẩu và nâng cao giá trị, thương hiệu của rau củ quả trái cây Việt Nam mà ngành nông nghiệp và các doanh nghiệp đang hướng tới. Từ đó đưa kim ngạch xuất khẩu rau và trái cây của Việt Nam có thể lên tới 5 tỷ đô la Mỹ một năm trong vài năm tới đây.